Sâu bọ hại cây trồng là một trong những vấn đề nghiêm trọng trong nông nghiệp, gây thiệt hại lớn đến năng suất và chất lượng của cây trồng. Vậy hãy dùng ngay thuốc trừ sâu Clorgy 500WG với các hoạt chất là sulfosaflor. Đây là một hoạt chất có cơ chế tác động hoàn toàn mới, đặc biệt hiệu quả trong việc tiêu diệt các loại côn trùng chích hút kháng thuốc, bảo vệ cây trồng trong một thời gian dài, hạn chế được sự tái phát của các loại côn trùng. Đặc biệt, hiệu quả với các loài như rệp sáp, rệp muội, rầy xanh, rầy nâu hay bọ phấn trắng gây hại. Để tiêu diệt rầy nâu, pha 12 gam thuốc với bình 25 lít nước, lượng nước phun là 4-600 lít trong 1 hecta. Bà con nào muốn mua có thể liên hệ vào số hotline 0776 400 038 hoặc truy cập vào website kỹsuhuy.vn để biết thêm nhiều thông tin hữu ích hơn về sản phẩm nhé bà con.